Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng đến với bản tin quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Nga tấn công mạnh ở Kubian, xuyên phá hệ thống phòng thủ của Ukraine. Chiến sự Nga Ukraine ngày qua vẫn leo thang trên nhiều chiến trường trọng điểm. Nga tuyên bố phá hủy loạt khí tài Ukraine ở nhiều mặt trận, trong khi Kiev nói Moscow dồn hỏa lực về khu vực Đông Bắc. Chiến dịch đại phản công thất bại, Ukraine chuyển sang phòng thủ ra sao? quân đội Ukraine từ xây dựng công sự tại chỗ đến phòng thủ toàn chiến tuyến. Như vậy, Kiev đã chuyển từ tấn công sang phòng ngự và chiến dịch đại phản công hoàn toàn phá sản. Hỏa thần HIMARS mất thiêng, Ukraine cần phương Tây cung cấp khí tài mới. Phá phần lực HIMARS gây tiếng vang kể từ mùa hè năm 2022, nhưng đã gần như mất hút trong suốt năm 2023. Ukraine không thể đấu pháo với các lực lượng Nga một cách song phẳng và cần các khí tài mới để muốn tiếp tục duy trì thế cạnh tranh trên chiến trường. UNRWA bị quay lưng, khổ chồng khổ với người dân Gaza. Xung đột Israel-Hamas ngày càng leo thang, cộng thêm việc nhiều nước thông báo ngừng tài trợ cho cơ quan Liên Hợp Quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine UNRWA đang làm tăng nỗi lo tình hình nhân đạo tại Gaza. Sau đây là thông tin chi tiết. Nga tấn công mạnh mẽ ở Kubiansk, xuyên phá hệ thống phòng thủ của Ukraine. Kênh Riba đưa tin, trong ngày 31 tháng 1, chiến sự Ukraine tiếp tục diễn ra ác liệt trên khắp các mặt trận. Trên hướng Bắc Mút, Nga tiếp tục ép lực lượng Kiev ra khỏi Bogdanovka. Tại Kretchyivka, không có thay đổi nào, nhưng dự báo sẽ có những trận chiến dữ dội sắp diễn ra. Trên hướng Abdyivka, Ukraine liên tục tổ chức các đợt phản công ở Stepovoye. Lực lượng Nga đã tiến tới nhà máy than và hóa chất, cũng như ở làng Popomeskoye. Bên cạnh đó còn có những trận chiến ác liệt ở ngoại ô phía nam thành phố. Trên hướng Zabritsha, tại khu vực Orykhov, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra tại Rabutino và Vepovoye. Tại Vremevka, các binh sĩ Nga đang tấn công về phía bắc -Noye. Kênh Riba cho biết trong khu vực Kubiansk đang diễn ra các trận chiến tại Kramanoye và Tabayevka, lực lượng Nga đã tấn công vào Chechny, chiếm một loạt vị trí mới, đồng thời các mũi xung kích đang tiến vào các khu vực Belogorka. Kênh Suriyamap cũng xác nhận tại Bắc Donetsk trong 3 ngày qua, quân đội Nga đã đẩy mạnh tấn công về phía Chechny, nắm quyền kiểm soát một loạt vị trí gần thị trấn này với chiều sâu 2,1-2,3 km. Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 31 tháng 1 cho biết, trong 24 giờ qua đã xảy ra 52 cuộc đụng độ. Đối phương phóng 7 tên lửa, tiến hành 65 cuộc không kích và 59 cuộc tấn công từ hệ thống pháo, tên lửa phóng loạt vào các vị trí của Ukraine. Bà có đoạn trong ngày, máy bay của Ukraine đã tấn công 14 khu vực tập trung nhân lực khí tài và một hệ thống tên lửa phòng không của Nga. Ngoài ra, một tên lửa KH-59 đã bị phá hủy. Các đơn vị tên lửa đã tấn công 5 khẩu pháo và 4 hệ thống phòng không của đối phương. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã để lùi các đợt tấn công của Nga tại Kubiansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Mariinka và Zaporizhia. Đồng thời, lực lượng Kiev để lùi ba đợt xung phong của Nga vào đầu cầu tả ngạn sông Chiến dịch đại phản công thất bại, Ukraine chuyển sang phòng thủ ra sao? Quy đạo phát triển của cuộc đại phản công của quân Ukraine có thể khiến Kiev và các nước phương Tây đứng sau thất vọng. Từ sắc thái bừng bừng khí thế tiến công đến lâm thời phòng ngự và bây giờ là phòng thủ toàn chiến tuyến. Theo các nguồn tin phương Tây dẫn từ một số phóng viên chiến trường của cả hai bên cho biết, tại nhiều chiến trường, quân nga và ukraine đang giao tranh ác liệt. Tuy nhiên, quân ukraine đã dừng phản công, bắt đầu xây dựng các công sự cho bộ binh và xe tăng, rõ ràng là chuyển sang thế thủ. Liên quan tới việc quân ukraine khẩn trương xây dựng các công sự dã chiến ở tiền tuyến, một số chuyên gia cho rằng điều này phản ánh các hành động phản công của quân ukraine dường như đã lắng xuống và tất cả những gì họ có thể làm lúc này là giữ vững các vị trí hiện có càng nhiều càng tốt. Theo trang biên niên sử quân sự của Nga, trong cuộc phản công phát động vào tháng 12, quân đội Ukraine đã không đạt được bước tiến đáng kể mà ngược lại còn phải trả giá đắt về tổn thất, về trang thiết bị. Các phương tiện truyền thông Nga cho biết các số liệu thống kê của Nga đều được quan sát ở chiến trường. Hiện lực lượng không quân và tên lửa Nga liên tục tiến công vào lãnh thổ Ukraine. Rất khó để tính toán tổn thất thực tế của quân đội Ukraine. Sau khi tổng hợp những nhận định trên, Chuyên gia quân sự Nga Vasily Dadenkin cho rằng, thực tế cho thấy quân đội Ukraine đã thất bại ngay trong giai đoạn đầu của cuộc phản công từ tháng 6 năm ngoái. Và hiện tại, Kiev sẽ cố gắng giữ vững nguyên trạng hiện nay để tìm thời cơ phát động một cuộc phản công mới và tìm hướng đột phá mới. Nhưng đồng thời, chuyên gia Dadenkin tin rằng cường độ và quy mô của cuộc tấn công tiếp theo của quân đội Ukraine có thể không mạnh bằng giai đoạn mùa hè năm 2023, dù sao những tổn thất trước đây là có thật. Trên thực tế, không chỉ các chuyên gia quân sự Nga không lạc quan về cuộc phản công của quân đội Ukraine, mà ngay cả những nước được gọi là đồng minh phương Tây của Kiev cũng đưa ra một số dự đoán bi quan về Ukraine. Nhà quan sát quân sự Đức Loki cho biết theo thông tin mà ông có được, sư đoàn đổ bộ đường không số 76 của quân đội Nga đã chuyển sang trạng thái phản công tại Bakhmut. Loki nói rằng đây là một kịch bản bất ngờ đối với thế giới bên ngoài. Người Nga thường tin rằng quân đội Nga đang phải chịu áp lực rất lớn ở mặt trận phía Nam và không có lực lượng dự bị dự phòng để mở các cuộc tấn công ở các mặt trận khác, nhưng kết quả lại ngược lại người Ukraine đang phải căng mình chống đỡ các cuộc tấn công của Nga, Lovkin nhấn mạnh. Là đơn vị tinh nhuệ được coi là lừng danh ngang ngửa với sư đoàn dù 82 và sư đoàn dù 101 của Mỹ, sự góp mặt của sư đoàn đổ bộ đường không 76 của quân đội Nga có thể buộc quân đội Ukraine phải lùi vài km, thậm chí còn chuyển sang chế độ truy kích. Ngoài ra, làn sóng của Mỹ cũng đã bắt đầu trải qua một số thay đổi. Tỷ phú người Mỹ Elon Musk mới đây đã nhấn thích một bài báo nói về sự thất bại trong phản công vừa qua của quân đội Ukraine khiến dư luận sôi sục. Tờ New York Times dẫn lời nhiều quan chức Mỹ hôm 26 tháng 1 tiết lộ, sau khi cuộc phản công của Ukraine thất bại, chiến lược mới của Mỹ viện trợ Ukraine vào năm 2024 sẽ không còn nhấn mạnh tới việc giành lại lãnh thổ, mà thay vào đó sẽ tập trung vào việc chống lại các cuộc tấn công của quân đội nga. Mục đích viện trợ của Mỹ cho Ukraine nhằm ngăn chặn nga mở rộng khu vực chiếm đóng ra ngoài bốn tỉnh biển đông Ukraine, đồng thời tăng cường sức mạnh kinh tế và quốc phòng tổng thể và lâu dài cho Ukraine để cho Ukraine vừa có thể kháng chiến vừa kiến quốc. Trong bối cảnh các cuộc phản công bất lợi, tâm lý của một số quan chức chính phủ Ukraine dường như ngày càng trở nên bất ổn và các bài phát biểu của họ trước công chúng ngày càng trở nên khó hiểu hơn. Giống như phía Nga dự đoán, cuộc phản công của Ukraine sẽ đi tới hồi kết và gần như thất bại. Trên chiến trường Ukraine, tổng chiều dài khu vực chiến tuyến lên tới 1.800 km, có những bãi mìn với tổng diện tích hàng chục nghìn km vuông mà quân đội Nga đã giải công xây dựng. Tại đây có ít nhất 3 tuyến phòng thủ và triển khai trên diện tích gần 1.000 km vuông. 300.000 quân cùng hàng nghìn xe tăng thiết giáp các loại. Quân đội Ukraine hiện tại có lẽ không dễ dàng trong thủng được hàng phòng thủ chặt chẽ như vậy của Nga. Từ thời điểm quân đội Ukraine chuyển vào thế phòng ngự lâm thời, đến triển khai xây dựng phòng thủ toàn tuyến, có thể chứng minh rằng cuộc phản công sớm lớn mưa nhỏ của chính quyền Kiev đã phá sản. Hỏa thần Haimars mất thiêng, Ukraine cần phương Tây cung cấp khí tài mới. Quân đội Ukraine không thể đấu pháo với các lực lượng Nga một cách song phẳng và cần các khí tài mới nếu muốn tiếp tục duy trì thế cạnh tranh trên chiến trường, các chuyên gia phương Tây nhận định, đạn pháo do phương Tây cung cấp trong tương lai khó có thể giúp Ukraine chiếm lợi thế so với Nga. Michael Kaufman và Dara Masikot, hai chuyên gia tới từ quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế có trụ sở tại Mỹ, cũng như chuyên gia Rob Lee ở Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại nhận định. Theo Insider, trong vài tháng qua, lực lượng Ukraine ở tiền tuyến đối mặt với tình trạng thiếu đạn và bị Nga áp đảo về hỏa lực. Tình hình hiện nay khác hẳn mùa hè năm ngoái, khi Ukraine tích trữ số lượng đạn pháo đáng kể để phát động phản công. Kể từ đó, Nga đã không ngừng mở rộng sản xuất khí tài và nhận được sự hỗ trợ từ các quốc gia khác. Theo các ước tính hiện nay, Ukraine bắn khoảng 2.000 quả đạn pháo một ngày, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh điểm trong xung đột, còn lực lượng Nga bắn tới 10.000 quả một ngày. Các chuyên gia nhận định, lực lượng Nga chiến đấu tại Ukraine sẽ được cung cấp đạn pháo một cách bền vững và mức độ tiêu hao thậm chí sẽ còn lớn hơn. Theo các chuyên gia, Ukraine đã không thể phá vỡ phòng tuyến Nga dù có lợi thế về khí tài và đạn pháo trong mùa hè năm ngoái. Do đó, các cuộc phản công trong tương lai là không khả quan trừ khi phương Tây giúp Kyiv tạo ra các ưu thế mới. Điều đó nghĩa là ngoài việc tập trung vào UAV, Ukraine có thể cần thêm các hệ thống tấn công chính xác. Các chuyên gia đánh giá, bên cạnh đó, Ukraine cũng không thể tiếp tục dựa vào hỏa thần HIMARS hay đạn pháo dẫn đường Excalibur do hai loại khí tài này đã bị Nga khắc chế. Pháp phản lực HIMARS gây tiếng vàng kể từ mùa hè năm 2022 nhưng đã gần như mất hút trong suốt năm 2023. Nguyên nhân là do Nga đã thích nghi, đặt kho khí tài, các cơ sở quân sự quan trọng nằm ngoài tầm bắn của HIMARS. Các chuyên gia nhận định nếu muốn giúp Ukraine, phương Tây cần tìm ra cách mới để áp đảo hỏa lực của Nga. Đặc biệt là các khí tài dẫn đường tầm xa chính xác, năng lực tác chiến điện tử của Nga cũng khiến HIMARS và đạn pháo Excalibur giảm hiệu quả chiến đấu. Đó là vấn đề mà phương Tây cần lưu ý khi cung cấp các khí tài công nghệ cao cho Ukraine trong tương lai. Mỹ hiện có nhiều loại khí tài tấn công tầm xa, nhưng chưa cân nhắc cung cấp cho Ukraine. Ví dụ tên lửa hành trình phóng từ máy bay AGM-158 GASSM hay tên lửa GSM có thể trang bị cho chiến đấu cơ F-16 tầm bắn hơn 555 km. Việc lập kế hoạch hỗ trợ Ukraine không chỉ dựa vào kinh nghiệm đúc kết năm 2023, mà còn cần tính tới khả năng thích ứng của Nga và sự đổi mới của công nghệ trên chiến trường. Các chuyên gia nhận định, trong số khí tài được Ukraine sử dụng hiệu quả năm 2023, phải kể tới tên lửa hành trình phóng từ máy bay Storm Shadow Squad do Anh và Pháp cung cấp. Các tên lửa này có tầm bắn hơn 250 km và đã gây thiệt hại cho các khí tài của Nga ở bán đảo Crimea. Trong bối cảnh Mỹ vẫn chưa phê duyệt ngân sách bổ sung nhằm hỗ trợ Ukraine, giới chức phương Tây đang phát tín hiệu rằng ngừng viện trợ có thể dẫn tới những hậu quả thảm khốc. Nếu muốn có một nền hòa bình lâu dài, chúng ta phải cung cấp cho Ukraine nhiều khí tài và đạn hơn nữa, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói trong cuộc họp báo chung gần đây với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khí tài cung cấp cho Ukraine là con đường dẫn tới hòa bình. Nga đã nhiều lần khẳng định phương Tây cung cấp khí tài cho Ukraine chỉ làm kéo dài chứ không làm thay đổi cục diện xung đột. Nga cũng kiên quyết theo đuổi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cho tới khi đạt được tất cả mục tiêu đề ra. Nguy cơ Mỹ tấn công Iran nhìn lại vụ việc ba lính Mỹ và chiếc MQ-4 Triton. Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây cho biết ông đã quyết định cách đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở miền Bắc Jordan khiến ba lính Mỹ không qua khỏi. Trong khi lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn, đối tượng mà Washington đổ lỗi gây ra vụ tấn công cho biết họ đã đình chỉ các hoạt động chống Mỹ. Khi được hỏi liệu mối liên hệ trực tiếp với Iran về cuộc tấn công vào căn cứ Tháp 22 hay không và phản ứng đáp trả của Mỹ sẽ là như thế nào, ông chủ Nhà Trắng đã trả lời các phóng viên, chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề đó. Tổng thống Biden khẳng định rằng Iran phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ Tháp 22 của Mỹ ở biên giới Jordani-Syria hôm 28 tháng 1 năm 2024, theo nghĩa là Tehran đang cung cấp khí tài cho Kataib Hezbollah. Mặc dù khẳng định Iran là địa chỉ chịu trách nhiệm và Washington sẽ có hành động đáp trả, nhưng Tổng thống Mỹ cũng nói thêm rằng, tôi không nghĩ Mỹ cần một cuộc chiến rộng lớn hơn ở Trung Đông, đó không phải là điều tôi đang tìm kiếm. Tuyên bố này phản ánh sự cân bằng bấp bênh mà chính quyền Washington đang tìm cách đạt được giữa việc ngăn chặn một cuộc tấn công tiếp theo và làm hài lòng dư luận Mỹ bằng hành động quyết đoán trong khi ngăn chặn nguy cơ gây ra xung đột trực tiếp với Iran. Trong khi đó, Tehran khẳng định họ không liên quan gì tới vụ tấn công hôm 28 tháng 1 năm 2024 và bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng họ đã hỗ trợ các nhóm chiến binh đứng sau hơn 150 cuộc tấn công vào các căn cứ và vị trí của Mỹ kể từ khi cuộc xung đột Israel-Hamas bùng nổ ngày 7 tháng 10. The Guardian cho biết, trong khi Washington cân nhắc mức độ phản ứng của mình, KTV Hezbollah hôm 31 tháng 1 năm 2024 tuyên bố nhóm dân quân thân Iran này đình chỉ mọi hoạt động quân sự chống lại quân đội Mỹ trong khu vực nhằm ngăn chặn tình trạng khó xử đối với chính phủ Iraq. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng phản ứng của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc sẽ rất thận trọng và diễn ra theo từng giai đoạn thay vì tất cả cùng một lúc. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với các phóng viên trên Air Force One hôm 20 tháng 1 rằng Thật công bằng khi bạn kỳ vọng rằng chúng tôi sẽ phản hồi theo cách phù hợp và rất có thể những gì bạn sẽ thấy là một cách tiếp cận theo từng cấp độ ở đây, không chỉ là một hành động đơn lẻ mà là cơ bản là nhiều hành động. Còn Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã mô tả tình thế tiến thoái lưỡng nan của Mỹ tại cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ở Washington hôm 30 tháng 1 năm 2024. Ông Blinken nói rằng Mỹ có ý định thực hiện cả hai nhiệm vụ, đó là hành động để bảo vệ người dân của mình khi họ bị tấn công, nhưng đồng thời cũng ngăn chặn xung đột gia tăng và lan rộng. Chúng tôi sẽ đáp trả, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ, và chúng tôi sẽ đáp trả vào thời gian và địa điểm mà chúng tôi lựa chọn. Phản ứng đó có thể theo nhiều cấp độ, diễn ra theo từng giai đoạn và được duy trì theo thời gian, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh. Hầu hết các nhà phân tích quân sự đều dự đoán rằng việc trả đũa trực tiếp trên toàn lãnh thổ Iran khó có thể xảy ra vì nó sẽ kích động một cuộc chiến tranh toàn diện với Tehran. Lần gần đây nhất, nguy cơ xung đột Mỹ-Iran leo thang là cách đây 5 năm khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tấn công Iran bằng tên lửa và máy bay chiến đấu vào tháng 6 năm 2019 để trả đũa việc bắn hạ một máy bay không người lái MQ-4C Triton, phiên bản hải quân của UAV chiến lược RQ-4A Global Hawk của Mỹ ở khu vực eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng khi đó đã hủy bỏ lệnh phóng chỉ 10 phút trước khi vụ tấn công diễn ra theo kế hoạch. Sau đó ông Trump giải thích mình đã thay đổi quyết định vì ước tính tổn thất dân sự và hậu quả là nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Mỹ và Iran. Do đó mặc dù sự kiện lần này liên quan tới bà lính Mỹ nhưng hậu quả rất lớn của vụ tấn công cũng sẽ khiến ông Biden phải cân nhắc hết sức thận trọng đối với các phương án đáp trả của mình. Nhà Trắng ngày 31 tháng 1 đã cáo buộc Liên minh vũ trang kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã tiến hành vụ tấn công giết chết 3 lính Mỹ ở Jordan hôm 28 tháng 1. Ngoài 3 lính Mỹ thiệt mạng còn có gần 40 binh sĩ khác bị thương trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở Jordan gần biên giới với Syria. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã quyết định về cách thức đáp trả vụ tấn công trên. Tuy nhiên ông Biden không đưa ra chi tiết cụ thể nào về kế hoạch trả đũa. Trong khi đó, đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Said Iravani cho biết nước này không chịu trách nhiệm về hành động của bất cứ cá nhân hay nhóm nào trong khu vực nơi binh sĩ Mỹ bị tấn công. Đại sứ Iran cũng cảnh báo nước này sẽ đáp trả một cách quyết đoán mọi cuộc tấn công trên lãnh thổ Iran hoặc nhắm tới các lợi ích hoặc công dân Iran ở nước ngoài. UNRWA bị quay lưng, khổ chồng khổ với người dân Gaza. Kể từ cuối tuần qua, hàng loạt quốc gia tuyên bố sẽ ngừng tài trợ cho cơ quan Liên Hợp Quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) sau khi Israel cáo buộc ba nhân viên của UNRWA có liên quan tới cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas nhắm vào Israel và tham gia với nhiều vai trò khác nhau, bao gồm bắt cóc con tin và chuẩn bị hậu cần. Theo đài CNN, quyết định ngừng tài trợ đã dấy lên tranh cãi trong cộng đồng quốc tế và đặt ra thách thức mới đối với người dân Palestine tại giải Gaza, những người đang oan mình vì chiến tranh. Ngày 26 tháng 1, ngay sau khi nhận được thông tin về cáo buộc Israel UNRW3 đã ngay lập tức sa thải một số nhân viên. Ngoài ra, Giám đốc UNRW3 Philip Nazarini cũng yêu cầu Văn phòng Các Dịch vụ Giám sát Nội bộ của Liên Hợp Quốc OIOS mở cuộc điều tra về các cáo buộc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 28 tháng 1 cho biết 9 nhân viên UNRW3 liên quan tới cáo buộc này đã bị sa thải. Một người không còn sống và danh tính những người còn lại đang được làm rõ. Bất kỳ nhân viên nào của Liên Hợp Quốc liên quan tới các hành động khủng bố sẽ phải chịu trách nhiệm, bao gồm việc truy tố hình sự ông Guterres nhấn mạnh. Tuy nhiên, thái độ kiên quyết của Liên Hợp Quốc vẫn không làm hài lòng một số quốc gia. Tính tới ngày 31 tháng 1, hàng loạt nước bao gồm Anh, Ý, Úc, Canada, Phần Lan, Hà Lan, Áo, Pháp, Đức, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Thụy Điển, New Zealand, Iceland, Germany, Estonia đã thông báo ngừng tài trợ cho UNRWA. Theo sau động thái tiên phong của Mỹ, tương tự Liên minh châu Âu-EU cũng thông báo sẽ ngừng khoản tài trợ cho UNRWA cho tới cuối tháng 2 để chờ kết quả điều tra. Động thái cắt viện trợ của hàng loạt quốc gia đã gây sốc cho Liên Hợp Quốc, kéo theo những tranh cãi giữa các nước và gia tăng nỗi lo ngại về tình hình nhân đạo tại Gaza. Tôi bị sốc khi những quyết định như vậy được đưa ra dựa trên cá buộc đối với một vài cá nhân trong bối cảnh chiến tranh tiếp diễn, nhu cầu ngày càng tăng và nạn đói xuất hiện tại giải Gaza. Người dân Palestine tại giải Gaza không cần hình phạt tập thể này, Giám đốc Nazarini của UNRWA cho biết. Tổng thư ký Ban chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine PLO Hussein Ansehik cho rằng động thái ngưng tài trợ tiêm ẩn những rủi ro lớn về chính trị và cứu trợ. Chúng tôi kêu gọi các quốc gia đã ngừng hỗ trợ cho UNRWA ngay lập tức đảo ngược quyết định của mình, ông nhấn mạnh. Các quốc gia ủng hộ Israel như Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước thành viên của Liên đoàn Ả Rập cũng chỉ trích việc ngưng tài trợ. Ireland, Na Uy tuyên bố sẽ tiếp tục tài trợ và ca ngợi những gì UNRWA đã làm với người dân Palestine. Ngoài ra, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định bằng chứng giữa Israel cung cấp về các cáo buộc trên là rất đáng tin cậy, thì Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi điều tra về các cáo buộc của Israel. Theo hãng tin AP, UNRWA từ lâu đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dân Palestine. Cơ quan này được thành lập để cứu trợ cho khoảng 700.000 người tị nạn Palestine sau chiến tranh Ả Rập Israel năm 1948. Khi xung đột Israel Hamas bùng phát hồi tháng 10 năm 2023, UNRWA được xem là lá chắn cuối cùng bảo vệ người dân Palestine. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, hơn 2 triệu dân thường ở giải Gaza phụ thuộc vào nguồn viện trợ từ UNRWA. UNRWA cũng điều hành nơi trú ẩn cho hơn 1 triệu người phải sơ tán vì chiến tranh. Theo giới phân tích, nếu các quốc gia vẫn kiên quyết phản đối UNRWA, họ vẫn có thể tìm kiếm các tổ chức viện trợ khác để hỗ trợ người dân Gaza. Trang tin Axios ngày 31 tháng 1 dẫn nguồn tin cho biết các nhà lập pháp Israel đang đề xuất nhiều cái tên có thể thay thế cho UNRWA, như quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc, UNICEF, chương trình lương thực thế giới WFP, vân vân Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.